Thưa quý vị, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đang dồn sức cho vụ nuôi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện giá tôm đang ở mức cao nên nhiều nông hộ kỳ vọng là sẽ có một vụ tôm được mùa, được giá. Anh Bùi Thế Vương, xã An Ngãi, huyện Long Điền đang tất bật chăm sóc các ao nuôi tôm vừa thả giống gần 2 tháng, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão. Năm nay, dịch COVID-19 được khống chế, thị trường tiêu thụ tôm khởi sắc nên anh Vương thả khoảng 1,5 triệu con giống, tăng khoảng 20% so với năm trước. Dù chi phí đầu vào tăng khoảng 15-20%, nhưng nhờ giá tôm đang ở mức cao nên anh vẫn yên tâm. Nếu thuận lợi, vụ Tết này anh có thể thu hoạch trên 50 tấn tôm. Năm nay thì cái dịch bệnh nó giảm đi thì bà con cũng sẽ đỡ vất vả. Tất cả các dịch vụ như nhà hàng, tiệc cưới thì được mở ra thì con tôm sẽ tiêu thụ tốt hơn và cái giá nó sẽ được nâng cao hơn. 8 hồ nuôi tôm phục vụ cho thị trường Tết và sau Tết Nguyên đán của Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Thắng ở phường Long Hưng, thành phố Bà Rịa cũng đang phát triển tốt. Nhờ áp dụng công nghệ cao nên vụ nuôi tôm cuối năm của Hợp tác xã không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bất lợi của thời tiết và năng suất cũng ổn định hơn. Dự kiến Hợp tác xã sẽ thu hoạch khoảng 40 tấn tôm, cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021. Thì trong cái đợt nuôi cái tiếp thì nó lại rơi vào cái trường hợp có thể là nó vừa là mùa mưa, có thể nó chuyển qua 1-2 tháng sau là nó về cái mùa đông. Thì mùa đông ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái nhà màng thì chúng tôi nghĩ là nó không có vấn đề. Bây giờ yếu tố nhà màng của tôi là nó sẽ hạn chế được cái nhiệt độ, do đó là cái chỗ mà nó, tôi nghĩ cái ảnh hưởng về thời tiết nó không đáng ngại. Toàn tỉnh có hơn 5.917 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm vụ cuối năm khoảng 3.100 hecta. Giá các loại tôm sú, tôm thẻ đang dao động từ 95.000 đến 230.000 đồng một kg, tùy loại và tùy kích cỡ, tăng từ 15.000 đến 20.000 đồng một kg so với cách đây một tháng. Hiện thị trường xuất khẩu tôm đang khả quan nên giá tôm liên tục tăng, đây là tín hiệu đáng mừng cho người nuôi. Tuy nhiên, để vụ nuôi này thành công, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người nuôi tôm theo dõi dự báo thời tiết để chủ động cân bằng độ pH trong ao, tăng cường quạt nước oxy nhằm hạn chế tình trạng thiếu oxy cục bộ, khuyến khích nông dân chuyển đổi nuôi tôm truyền thống sang ứng dụng công nghệ mới như lót bạt đáy ao, RAS, ứng dụng công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh, giúp nâng cao hiệu quả và giá trị tôm.